Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Đông Tú TV này của mình. Ok, vậy là đến thời điểm này là mình cũng đã làm YouTube được 1 năm 3 tháng. Trong thời gian làm YouTube, tất nhiên là mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ xem những cái video của mình và tem của mình sản xuất ra. Và các bạn đã like cũng như là đã đăng ký kênh để những đón xem những cái video mới nhất của mình. Từ đầu tiên là mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Sau thì hôm nay như cái chuyên đề các bạn đã đọc đấy là hôm nay mình đã sắm được một bộ máy quay mới, gọi là đó cũng là một ước mơ rất là lớn. Từ khi mình bắt đầu làm YouTube mình đã nuôi cái dương ước mơ đó. Mình rất là thích có một chiếc máy quay của riêng mình, một chiếc chống rung của riêng mình và một bộ máy tính của riêng mình. Thế thì vì thời gian đầu làm YouTube ấy mình cũng chưa có tiền, cho nên là mình cũng đã dành dụm suốt từ lúc thời gian bắt đầu làm YouTube đến bây giờ. Trong vòng 13 tháng thì mình cũng đã dành dụm được một chút ít, là cũng được gọi tạm gọi là thành quả của mình cũng như là của tem của mình. Và thành quả này là do đâu? Tức là do các bạn, những bạn đang xem video của mình gửi tặng tới cho mình. Mình đã có một thành quả nho nhỏ này và mình đã đầu tư số tiền đó để mua máy quay cũng như là các thiết bị. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái thiết bị quay video mới của mình. Trước tiên là về bộ quay phim của mình. Đây, mình mới sắm được con này. Thực ra mình cũng không am hiểu về máy quay lắm ấy, vì trước giờ mình và Duy ở Châu mấy cháu của mình ấy là đều quay video ở trên chiếc điện thoại iPhone 8 đấy. Và bây giờ Duy ở Châu vẫn đang quay cho mình đây bằng chiếc iPhone 8 đây đấy. Và chiếc iPhone 8 này cũng là một cái thành công nhỏ đầu tiên của mình đó. Mình đã mua iPhone 8 và thời gian đó là mình chỉ có một con iPhone 8, mình không quay video để cho các bạn xem chiếc iPhone 8. Cho nên hôm nay mình đã mua một chiếc máy quay này thì qua chiếc iPhone 8 là sẽ quay được lại tất cả, nên là mình sẽ review cho các bạn xem. Đây, những cái video từ bây giờ về sau là mình sẽ cố gắng quay hoàn toàn bằng chiếc máy quay này cho các bạn, để cho cái chất lượng hình ảnh nó sẽ sắc nét và đẹp hơn so với quay bằng chiếc điện thoại. Đây, vì nó là máy quay chuyên dụng mà các bạn. Mình thì mình cũng không biết nhiều về máy quay đâu, nhưng mình chỉ mình đăng lên kênh vì video này không phải là mình khoe nha các bạn đừng hiểu nhầm ý mình nhá. Mình không phải mình khoe đâu, bởi vì là mình chỉ nói là mình đã thực hiện một cái ước mơ nhỏ mà do các bạn đã dành tặng tới mình cũng như theo của mình. Đây là chiếc Sony A6400 các bạn ạ. Mình thấy mình ghi đây là Sony A6400, hãng máy quay Sony A6400. Chiếc máy quay này thì của mình mua lại được của một bạn ở trên Hà Nội các bạn, chứ không phải mình mua mới nha. Bởi vì là cái mình cũng rất muốn mua mới thì nó sẽ bền hơn ý, mà máy nó đẹp hơn. Thì nhưng mà mình và Duyên ở Châu đã dồn hết tiền vào rồi nhưng mà không đủ để mua mới các bạn ạ. Cho nên là mình phải mua hàng cũ, nhưng mà ý là hàng này nó còn đẹp các bạn. Đấy, bắt đầu thì mình định mua A6300 cơ, nhưng mà ý là A6300 thì cái màn hình này các bạn, cái màn hình này thì nó không lật lên trên được hẳn ý. Cho nên là mình không mua A6300 đâu, mình sẽ cố lên để mình mua A6400. A6400 nó có cái màn hình này nó lật lên từ trên ở đấy, để khi nào mình làm video mình quay mình nói chuyện với các bạn ấy thì này nó lật lên được thì mình nhìn được vào đây. Đó, còn mình thì cũng không chuyên sâu về máy quay nên là mình chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Mình biết đến đâu thì mình nói đến đấy. Đó, A6400. Mình xin lỗi các bạn nha, A6400. Đây một chiếc ống này, ống kính này thì mình cũng không biết về ống kính cho lắm, cho nên nhưng mà ý là mình hỏi các anh ấy làm YouTube làm quay video nhạc chế trước ấy, thì các anh ấy bảo là cái ống kính này là quay video được, giá thành nó cũng rẻ, chỉ có hơn 5 triệu thôi. Cho nên là mình cũng đã chọn mua ống kính này và chiếc cơ này. Cái này thì gần 20 triệu, còn cái này là 5 triệu này. À, mình nắm lại nhưng không nó rơi một cái nào cỡ mà. Mình thì mình cũng dùng chưa thành thạo về máy quay cho lắm, cho nên là mình trong thời gian vừa tới đây mình vừa quay mình vừa học tập thêm nữa. Mà có những cái video nào mà sai sót thì rất mong các bạn bỏ qua nha. Mình vừa quay mình vừa học thêm mà mình không được đào tạo qua bất kỳ một trường lớp nào ấy, cho nên là mình phải vừa quay vừa học thôi. Đây, thành quả của các bạn dành cho mình đây, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó, Duyên là đang quay video cho mình, cho nên là Duyên không ngồi đây nói chuyện với các bạn này nha, nên là cầm máy quay. À đây, này mấy giờ mình bỏ qua một bên. Đây, riêng cho các bạn xem đây. Đây cũng là một thành quả nữa này. Cái này mình mua trước cái máy quay này này. Trước cái máy quay này là, nhưng mà mình chưa quay, mình để tiện thể là mình mua cả cái máy tính rồi thì mình mới quay luôn cả cái máy quay cho các bạn xem. Đây, chứ mình mua cái này. Mua cái này trước này. Cái này màn hình mình mua cái bộ này cũng rẻ, cái bộ này có hơn 20 triệu thôi, cả màn hình, cả cây, cả bàn phím luôn. Mình thì mình không rõ là cây nó là dùng chip gì, vì mình cũng không hiểu về máy tính lắm ấy. Mình chỉ bảo cái người bán máy tính này là lắp cho em một bộ là để có thể là cắt ghép video được, cũng như là để lồng tiếng ở video được.
ngon này thế này, để nắp cho mình bộ này 20 triệu các bạn ạ. Bộ này cũng là cái này là mới nhá, còn cái cây của nó thì là cũ các bạn. Đấy, thế sau khi mình mua cái man cái này về rồi mình quay video, quay được thử lại mấy đoạn video rồi, nhưng mà nó kiểu nó rung quá, vì cái hàng này mình không hiểu về máy ảnh, cho nên là mình mua cái máy này về nó rung quá, mình không ấy được. Các bạn có hiểu rung là gì không, nghĩa là cái video nó bị rung ấy, cái video nó sẽ bị rung mà nó đây đây mình để video ở bên cạnh đấy nhá. Các bạn xem cái video chưa, các bạn xem thấy video rung không đây. Đó, video đó thì nó không có rung, nên mình cứ quay bộ này nó rất là rung, như các bạn xem khả năng rất dễ bị chóng mặt đấy, cho nên là mình phải đầu tư thêm một cái này. Đây đây, cái này được gọi là cái gì nhỉ? À đúng rồi, chống rung, gimbal này là thương hiệu gì rồi nhỉ? Đây à, đây gimbal này là thương hiệu Jolin SC nha các bạn. Cái gimbal này mình mua với giá có hơn 5 triệu thôi, mình mua hàng lướt nha các bạn, hàng dùng lại của người ta ấy. Người ta dùng rồi xong rồi người ta lên đời người ta lại bán đi ấy, thì mình lại mua lại của người ta hàng này, hàng Jolin SC lướt này hơn 5 triệu thôi. Đấy, qua cái thiết bị này rồi thì quay nó không rung nữa các bạn. Mình tất cả các thứ, kể cả máy tính này, máy quay, cái thứ này là mình bắt đầu vừa học vừa làm, nên là nhiều cái clip nó chưa được gọi là hoàn hảo tuyệt vời, nên là rất mong các bạn có thể xem và lượng thứ cho mình nhá, rồi dần dần mình sẽ làm hay hơn nữa cho các bạn xem. Mấy cái này thì mình cũng không biết review kiểu gì cơ, mình chỉ biết là đây là cái chân ba choạc này để cái này xuống đất này, để xuống đất, khi nào mình quay mỏi tay rồi mình để cái xuống đất đấy. Nên là đây là có pin thôi, đây là phần pin của nó các bạn, đây là phần thân chính của nó. Thế đó, còn lại mình không biết review gì nữa vì mình không có chuyên môn về máy ảnh các bạn ạ. Mình không có chuyên môn về máy ảnh nên mình cũng không biết review nữa. Đấy, mình đang để bỏ qua đây. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ nữa mà hơn một năm qua mình đã gom góp và đã mua cùng với bộ này, một món đồ không thể thiếu được với máy ảnh cũng như là với chiếc chống rung này của mình. Đây, mình quay lại cho các bạn xem. Rồi các bạn. Ok nha các bạn, đây là chiếc tủ để hút ẩm nha các bạn. Đấy, mình sau khi đây là tiếp tủ chỗ ở các bạn. Đây, các bạn xem. Đây, ở trong tủ đây có đây là cái gì? Đây là cục pin của máy ảnh kia nhá. Cái đây là chiếc đồng hồ này. Gần thế lật vật toàn là phụ kiện của máy ảnh cho các bạn. Tủ này thì cũng không có gì để review hơn. Đây là chiếc tủ này mình mua cái này về để làm gì? Tức là để khi mà mình không quay video nữa ấy, thì mình cho cái máy ảnh này, cũng như là cho cái chống rung của đấy vào trong đây, để cho cái độ ẩm của nó là cái gì nhỉ? À, cái độ ẩm của nó không bị quá cái độ ẩm của nó cho phép. Nếu mà độ ẩm quá cho phép thì lâu ngày nó sẽ dẫn đến hỏng máy ảnh này, cũng như là hỏng cái chống rung đấy. Cho nên mình mua cái này về để mình cất vào trong đây để cho nó không ẩm. Chứ cái máy ảnh với cái thứ nó không như là cái điện thoại, có thể bỏ ra ngoài được, nhưng mà bỏ ra đây thì nó sẽ tốt hơn. Điện thoại bỏ ra ngoài được thì nó không hỏng, nhưng mà cái máy ảnh mà để ra ngoài một thời gian lâu là cái người bán máy ảnh người ta bảo với mình là nó sẽ hỏng, nên mình mua thêm cái này. Đồng hồ ở đây có hai số, một số là độ ẩm, một số là nhiệt độ ngoài trời của mình. Nhiệt độ mình bây giờ đang 28 độ, số màu đỏ là các bạn 28 độ, các bạn có nhìn rõ không? 28 độ này, riêng quay gần cho các bạn xem đấy. Số này là 28 độ, 29 độ là nhiệt độ ngoài trời của mình bây giờ này. Còn độ ẩm là 61%. Đấy, độ ẩm máy ảnh cho phép là 45% cơ, nhưng mà cái này mình vừa mở ra thì độ ẩm nó sẽ bị lưng lên. Đấy, giờ nó bắt đầu tụt dần xuống rồi đây. Đâu còn gì nữa nhở? Đó, xong tất cả đấy ra. Đây. Đây là cái cặp. Đây là chiếc cặp để máy ảnh vào đây nha các bạn. Mình mua máy ảnh thì người ta cho mình thêm cái này. Không có gì hết. Máy ảnh mình đang để ngoài rồi. Đây là 1 năm gần 4 tháng, gọi là mình tạm gọi là 1 năm 3 tháng của bọn mình đã. Trong thời gian vừa qua mình đã cố gắng hết sức, mình cũng như là team của mình đã cố gắng hết sức để đem đến những cái gì hay nhất, vui vẻ nhất cho tới các bạn xem video cũng như xem kênh của mình. Thì mong các bạn có những cái phút giây giải trí tuyệt vời nhất sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Ok, và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã ủng hộ mình rất là nhiều, và mình cũng rất là mong muốn các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những video tiếp theo về sau này của mình.
hơn nữa, và cũng như là những cái bạn xem video của mình mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like video để ủng hộ video, cũng như là ủng hộ kênh của mình, cũng như là ủng hộ các kênh khác của mình nữa, kênh nhạc chế của mình, để mình sẽ có động lực và là sẽ cố gắng đầu tư hơn nữa để làm những cái video chất lượng và hay hơn nữa gửi tặng tới các bạn. Thay cho lời cảm ơn, mình không biết nói thôi, chỉ biết cảm ơn các bạn một câu rất chân thành. Ok, giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.